Xanh mặt trước quá khứ của bà Hằng, đẩy đàn em trùm giang hồ năm cam vào tử tù, xử gọn chồng cũ mưu mô. Nguyễn Phương Hằng chính là cái tên gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Sau hơn một năm dùng mạng xã hội để tranh đấu đòi nghệ sĩ minh bạch từ thiện, hôm 24 tháng 3, bà chủ Đài Nam chính thức bị công an bắt tạm giam và khởi tố hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cũng từ đây, mọi thông tin liên quan đến vợ chồng ông Dũng Lò Vôi càng được quan tâm đặc biệt hơn bao giờ hết. Được biết, đây là người phụ nữ giàu có, thẳng thắn và giàu lòng thương người. Thế nhưng không nhiều người biết được bà Nguyễn Phương Hằng từng có quá khứ khiến ai nấy đều xanh mặt khi nhắc tới. Tiễn thân tín của trùm giang hồ Nam Can vào tù. Trong cuộc điều tra về chuyên án trùm giang hồ Nam Can, hồi năm 2002, bà Nguyễn Phương Hằng, khi đó có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, được cho là có quan hệ tình cảm với thân tín của Nam Can là DDG từ năm 1996. Cả hai chung sống với nhau như vợ chồng trong một căn nhà ở quận Tân Bình từ năm 1997, rồi sau đó nơi này cũng được bà Hằng mua đứt với 52 lượng vàng. Đáng nói, suốt quá trình sống chung cùng nhau, nữ doanh nhân sinh năm 1971 nhiều lần bị người tình đánh đập, thậm chí còn đuổi khỏi nhà. Gã giang hồ này còn không ít lần dùng vũ lực bắt bà Hằng phải thêm tên mình vào giấy mua bán nhà, nhưng không thành. Cuối cùng, vào ngày 12 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên án y án sơ thẩm 7 năm tù đối với DDG về tội cưỡng đoạt tài sản của nhiều người, trong đó có bà Hằng, đại ca Nam Can, cũng nhận án tử hình, kết thúc một đế chế giang hồ từng một thời khiến ai nấy đều run sợ khi nhắc đến. Chồng cũ mưu mô bị bà Hằng xử gọn ra sao? Sau khi người chồng cũ gốc Hoa mất vì tai nạn, bà Hằng đã được thừa hưởng khối tài sản triệu đô, cùng con trai trở về Việt Nam sinh sống, lập nghiệp. Không lâu sau đó, bà kết hôn với doanh nhân Trần Văn Thìn, cùng người chồng thứ hai này thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long, chuyên trồng cao su, sản xuất và kinh doanh các loại cây công nghiệp với tỷ lệ góp vốn 50/50. Tuy nhiên năm 2008, sau 7 năm chung sống, cả hai quyết định ly hôn, đồng thời giải thể công ty và tài sản. Thế nhưng ông Thìn lại lén lút hoạt động công ty Đông Nam Long sau lưng vợ cũ, thậm chí còn làm giả chữ ký của bà và lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Không ngồi yên, nữ đại gia Bình Dương đã kiện chồng cũ. Đến tháng 5 năm 2012, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thìn về hành vi giả mạo hồ sơ. Trong quá trình điều tra đã thu được nhiều tài liệu, đơn vu khống, từ nặc danh cho đến có chữ ký với mục đích hãm hại, gieo tiếng xấu cho bà Hằng và chồng hiện tại là ông Dũng Lò Vôi cũng bị ảnh hưởng. Bồi thêm tội danh vu khống, bôi nhọ danh dự người khác, ông Trần Văn Thìn cuối cùng đã bị vợ xử gọn, đưa vào sau song sắt. Vườn cao su 170 tỷ mà bà Hằng nhọc công giành lại, cuối cùng trao tặng cho bộ đội Trường Sa. Quen nhau từ tháng 9 năm 2007 đến năm 2010, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng chính thức trở thành vợ chồng. Hôn nhân của cả hai khiến ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ bị sự giàu có, thành đạt của họ mà còn bởi cách đối xử đặc biệt với nhau. Ông Dũng luôn trân trọng và yêu chiều vợ. Ông từng làm dân tình choáng ngợp khi đặt bộ hoa tai kim cương nặng 30 carat trị giá khoảng 3 triệu USD chuyển từ Singapore về để tặng bà Hằng nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Chia sẻ về vợ, vị đại gia Bình Dương từng tâm sự: "Tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri ân, một tri kỷ, một người rất thông minh và bản lĩnh. Chính vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn khổ nhất của cuộc đời. Cũng chính vợ tôi đã thức tỉnh, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự." Là người phụ nữ có ngoại hình, trí tuệ lại giàu có, bà Nguyễn Phương Hằng giờ đây lại phải chịu cảnh ngồi sau song sắt nhà tù vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lúc nóng giận. Cú sẩy chân của nữ đại gia Bình Dương là lời thức tỉnh, nhắc nhở đánh thép tới tất cả mọi người và là bài học đắt giá ai cũng phải ghi nhớ để không đi vào vết xe đổ của bà.